Em lo là Lam đã phát hiện ra anh là Boss. Lộ ở đâu? Ở văn phòng em. Cô ấy đã ghi âm lại cuộc hội thoại của em và Cầm nói về anh. Thái độ của Lam rất khác. Em mong là anh sẽ cẩn trọng. Cậu nghĩ là có người định sát hại nó à? Dạ vâng. Tôi không tin. Anh Huân công an xã có nói, khi vào tới đây thì thấy con trai của bác đang hút thuốc. Nhưng sau khi đưa anh Đức đi cấp cứu, tổ khám nghiệm hiện trường lại không tìm thấy điếu thuốc mà anh Đức đang hút dở đâu. Chả ngon. Con mang về thắp hương các cụ. Khi nào bố dùng thử rồi bố cho ý kiến. Bố nhớ đấy. Quái lạ. Thằng con mình vốn là người cẩn thận, có lý đâu hộp chè để thắp hương ông bà tổ tiên mà lại đã mở sẵn ra thế này nhỉ? Tôi gửi anh. Hoàng bị bắt à? Cục về phối hợp à? Bằng mọi giá phải xả được Hoàng. Mày vô dụng như vậy thì nằm ở lại đây luôn đi. Tao hứa sẽ đào cho mày một cái hố thật rộng. Tôi xin anh tha cho tôi. Tôi còn vợ con, còn bố mẹ. Tôi xin anh tha cho tôi ạ. Rốt cuộc thằng Đức có để lại cái gì làm hại các anh ở trên không? Tôi xin thề là tôi không biết ạ. Đồ vô dụng. Dừng tay lại. Yêu cầu anh không nghe điện thoại. Chúng nó vừa truy sát tôi. Có thể vợ con tôi cũng đang gặp nguy hiểm ạ. Tôi xin các anh. Tôi biết anh đang bấn loạn, lo cho tính mạng của mình và những người thân. Nhưng anh cứ yên tâm, anh đã đến đây trình báo
Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ anh cũng như người thân của anh. Thưa các anh, chỉ cần vợ con tôi được an toàn, biết gì tôi sẽ khai hết ạ. Tôi xin các anh,